Sức khỏe 30 giây, kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khui máy đo oxy ha. Máy oxy 200 của hãng Myrolife. Thì trên thị trường có rất là nhiều dòng máy khác nhau, giá từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu. Thì hôm nay mình sẽ thử khui máy chính hãng nha. Đây là hàng chính hãng thì mình sẽ được bảo hành chính hãng của Myrolife. Giá niêm yết của hãng là 900 ngàn cả nhà ha, 900 ngàn. Và được miễn ship toàn quốc ha. Rồi bây giờ mình sẽ xem bên trong. Cô chú mình nên mua hàng chính hãng nha, tại vì những thiết bị y tế mà mình đo mà không chính xác thì mình không cần đo ha. Mình nên mua hàng chính hãng để mình đảm bảo về cái độ uy tín và chất lượng. Thì mình sẽ có một cái thân máy như này ha, hai viên pin 3A và một cái túi đựng. Bên cạnh đó mình sẽ có phiếu bảo hành chính hãng 2 năm của hãng Myrolife nha. Rồi thì Bọn Sơn có một cái video hướng dẫn cả nhà mình cách đo như thế nào cho chính xác và có độ tin cậy cao. Nếu mà như hàng chính hãng thì mình sẽ có số series lên đây để có thể kiểm tra bảo hành chính hãng nha. Ở phía trước là màn hình có một cái nút nguồn đó. Và bên đây là một cái chỗ mình để mình bật mình thay pin, hai viên pin 3A ha. Thì cô chú mình nhớ mua viên pin tốt nha, sau này hết pin đó thì mình mua pin tốt. Pin loại alkaline pin khô là sẽ không bị chảy pin hư máy. Còn nếu mà như pin thường á, thì mình đo mà ít thì mình nên lấy ra để mình giữ cái máy tốt hơn. Máy này bảo hành chính hãng 2 năm nhưng mà nếu mà mình xài kỹ đừng để chảy pin thì máy sẽ rất là bền cô chú ha. Thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn cô chú mình rồi. Đây chỉ là một cái video cho cả nhà mình xem là khui máy hàng chính hãng thì có những gì. Đó, mình sẽ có thân máy, pin, một cái túi đựng dễ thương ha. Đó, có một cái dây đeo nữa nè và một cái phiếu bảo hành chính hãng 2 năm. Rồi nếu mà như ông bà cô chú mình có gì thắc mắc thì có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn nghe để Hoàng Sơn tư vấn kỹ hơn. Rồi chúc cô chú mình nhiều sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại bà con mình ở video sau.